Thưa quý vị, cho đến năm 2015, bác sĩ nhãn khoa James Trương vẫn là bác sĩ duy nhất gốc Việt tại quận Cam có bằng chuyên gia cao cấp nhất hội viên fellowship về Orthocare. Hiện nay đã có 100 Orthocare fellowships trên tổng số hơn 4.000 hội viên Orthocare trên toàn thế giới và 58 Orthocare fellowships trên tổng số hơn 1.000 hội viên Orthocare tại Mỹ. Riêng tại quận Cam, bác sĩ James Trương là một trong 4 bác sĩ gốc Việt có bằng cấp Orthocare fellowship. Ngoài bác sĩ James Trương ở Nam California, còn có một bác sĩ ở Bắc California, một ở Texas và một ở Úc Châu. Bác sĩ nhãn khoa James Trương hiện có 5 bằng cấp về thiết kế trồng Orthocare cao nhất, hoàn toàn bằng điện toán và đã hội tụ các tinh hoa và chất xám về Orthocare trên toàn thế giới để thiết kế một loại trồng Orthocare mới nhất, hoàn hảo và hiệu quả nhất. Bác sĩ James Trương có hơn 270 khen thưởng 5 sao trên trang mạng Yelp và hơn 430 video chia sẻ trên mạng YouTube, còn được chọn là Top Doctor of Optometry trong 2 năm liên tiếp 2014 và 2015, sẽ giúp quý vị và con em không cần đeo kính nữa trong thời gian ngắn nhất. Hơn 95% các em làm Orthocare với bác sĩ nhãn khoa James Trương đã không phải đeo kính ngay sau đêm đầu tiên. Để được tham khảo miễn phí, xin gọi 714-418-9607, 714-418-9607. Chỉ có $799 cho độ cận dưới 3 độ nếu quý vị nói đã nghe Mộng Lan giới thiệu quý vị đến với Eye Care Optometry Fun Valley của bác sĩ James Trương. Tham khảo miễn phí, xin gọi 714-418-9607 hay vào trang nhà bacsimac.com để biết thêm chi tiết. Mộng Lan xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Ngày hôm nay Mộng Lan vinh dự giới thiệu đến quý khán thính giả bác sĩ nhãn khoa James Trương của Eye Care Optometry FV, tức là Fountain Valley. Mộng Lan xin thân mến chào bác sĩ. Vâng, chào chị Mộng Lan và chào tất cả các quý vị khán thính giả đang nghe chương trình. Thưa bác sĩ, chúng ta đang trong cái tuần lễ mà Mother's Day, tức là mùa lễ mẹ đó, thì Mộng Lan được biết là bác sĩ có những cái câu chuyện rất là cảm động để mà gửi đến quý khán thính giả. Tại vì trong cái chương trình mà phát thanh vào buổi sáng từ 5 đến 6 giờ sáng bác sĩ kể mà Mộng Lan cũng rưng rưng nước mắt, ngày hôm nay bác sĩ có thể chia sẻ với quý khán thính giả đang theo dõi chúng ta không ạ? Vâng, thì lẽ ra thì chương trình mình là mắt, nhưng mà đặc biệt cái ngày Mother's Day thì coi như là cả thế giới đều là tưởng, coi như luôn luôn nhớ tới người mẹ, cũng như là tháng tới là ngày của người cha. Thì luôn luôn cha mẹ là công ơn sinh thành, thành ra chúng ta luôn phải nhớ. Thì có rất nhiều câu chuyện về cha và mẹ. Thì có thể nói mở đầu câu chuyện là như thế này, là người cha đó thì được coi như là cái bờ vai của người cha đó, để coi như là gánh nặng chịu gia đình. Mà cái bờ vai của người mẹ đó thì để cho các con cái tựa vào, có những nỗi u sầu tựa vào để coi như an ủi. Thành ra có một cái đoạn thơ ngắn thì nói đơn giản như thế này, là bờ vai cha nặng trĩu gia đình, bờ vai mẹ an ủi tình con đó. Thì cái đó là cái bờ vai. Thì bây giờ nên tiện đầu tiên tôi có câu chuyện như thế này. Vâng, để coi như có vài câu chuyện nhỏ. Thì câu chuyện đầu tiên thì muốn nói thế này, có một người mẹ, khi mà người mẹ này hỏi người con, tại vì người con luôn hỏi người mẹ là mẹ ơi, có chuyện gì lạ cho nói cho con biết đi, hay là dạy cho con biết đi. Thì người con, người mẹ, trước khi mẹ dạy cho con á, thì mẹ hỏi con một điều, con có biết điều gì quan trọng nhất trên thế giới không? Thì người con nói là có phải là đôi tai không? Tại đôi tai mình nghe, mình nghe thì mình lúc nào mình phải nghe, thì đôi mình không có tai thì đương nhiên mình sẽ bị coi như là mình giống như mình điếc, mình không nghe được hết. Thì cái đôi tai là quan trọng nhất không? Người mẹ nói, con nói cũng một phần đúng nhưng mà không phải là câu trả lời. Thì giờ theo chị, cái chuyện cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà nói về cơ thể của mình đó ha bác sĩ. Như vậy là Mộng Lan nghĩ là cái gì cũng quan trọng, nhưng mà Mộng Lan nghĩ là nếu không có cặp mắt mà nhìn tỏ tường đó thì chắc là chúng ta, thế giới nó sẽ đen tối lắm ạ. Người con cũng trả lời giống như chị vậy đó, đôi mắt là tốt, ta có đôi mắt sáng thì coi như là đôi mắt là tốt nhất, là nhìn quan trọng, là không có đôi mắt là không có gì cả. Nhưng mà ở đây mình nhìn góc độ về nhãn khoa thì đôi mắt là quan trọng, nhưng mà nếu mình nhìn vào góc độ tình cảm thì cái đôi thì coi như là người mẹ nói không, đây không phải câu trả lời. Thì khi mà trả lời, người con cũng trả lời như chị, là trái tim là tốt, là coi như là cái trái tim là cái mà coi như chúng ta cần, không có trái tim không có đập được thì chúng ta chết. Thành ra trái tim cũng là quan trọng, trái tim cần sự yêu thương đó. Nhưng mà người mẹ nói cũng chưa phải câu trả lời. Thì theo chị cái câu trả lời là cái gì? Ôi chà,
Cái nếu mà nói về thân thể thì Mậu Lan không biết, nhưng mà Mậu Lan nghĩ là nếu mà không nói về thân thể thì cái tình thương thôi, Mậu Lan không biết đâu bác sĩ ơi. À vâng, thì cái câu trả lời đó, rất đơn giản quý vị, ngay từ đầu tôi đã nhắc là đôi vai. Người mẹ nói là đôi vai. Thì chính người mẹ nói là tất cả trong cơ thể, thì cái nếu mà nói về tình cha mẹ thì cái đôi vai là quan trọng nhất. Tại cái đôi vai có hàm bao hàm nhiều ý nghĩa lắm. Đôi vai của người cha thì gánh nặng gia đình, và coi như nãy vừa nói cái bài thơ ngắn đó, là đôi vai cha gánh nặng gia đình, đôi vai mẹ an ủi tình con. Nó thành ra cái đó tôi không biết cái nguồn gốc thơ từ đâu, nhưng mà nói chung cái thơ rất hay, là đôi vai chúng ta khi con cái có những chuyện buồn thì bờ vai của mẹ là để an ủi và giúp cho chúng ta vươn lên trong cuộc sống, nó rất đầy ý nghĩa. Và đôi vai cha thì gánh nặng cái gia đình, nâng đỡ gia đình, đó là những cái trụ cột cuộc sống trong cái vấn đề tình cha và tình mẹ. Đó là câu hỏi câu cho một bài thứ nhất, một cái câu chuyện về mẹ thứ nhất. Câu chuyện về mẹ thứ hai cũng là một câu chuyện rất cảm động. Tôi muốn nói đây chia sẻ là cái người có đây, cái câu chuyện này có một người mẹ, thì người con này học rất giỏi, và người con học rất giỏi thì được khen thưởng. Khen thưởng thì sau đó người con phụ huynh tức là phải đi họp thì để nhận cái bằng khen này đó. Giống như là ở đây bên Mỹ chúng ta có phải phụ huynh phải đi họp thường xuyên để coi con em mình học như thế nào. Thì có một cái đặc biệt đó là người con học rất giỏi và cô giáo muốn gặp người mẹ. Thì trước nay thì người con hoàn toàn không đưa người mẹ tới trong những cái dịp mà họp, luôn luôn tránh né. Thì cái lý do tránh né là bởi vì người mẹ này có một cái vết sẹo ngay từ trên xuống dưới, và vết sẹo đi ngang qua cái khuôn mặt như thế này và đi ngang qua cả cái mắt nữa. Thì cái vết sẹo này nó rất là hằn sâu và nó rất làm cho khuôn mặt người mẹ một bên thì đẹp, một bên rất là xấu. Thì người con có mặc cảm và luôn luôn nghĩ là không nên để mẹ mình ra trước công chúng như vậy. Thì người con về hỏi người mẹ là: mẹ ơi, bây giờ cô giáo nói là mẹ nên đi họp để coi con nhận cái phần thưởng của học giỏi như thế vậy đó, thì mẹ có đi hay không? Trong bụng người con hỏi người mẹ, nhưng mà bụng người con thì hoàn toàn không muốn mẹ đi. Nhưng mà rất tiếc là người mẹ là trả lời: con học giỏi vậy mẹ sẽ đi. Thật ra người con rất buồn mà cũng nhưng mà không làm sao được, thì người mẹ đi họp. Thì khi đi họp mọi người nhìn người mẹ với ánh mắt rất là kỳ lạ. Riêng cô giáo thì cô rất thông cảm, cô nhất nhìn người mẹ với ánh mắt là bình thường và cô thông cảm. Thì cô mới hỏi người mẹ là tại sao mà bà lại bị một cái vết sẹo này. Thì người mẹ mới kể là câu chuyện như sau đây. Là cái vào lúc người con chỉ có khoảng cỡ chừng 4-5 tuổi, thì lúc đó căn nhà bị cháy và cái bị sập xuống, và cái thanh đà trên cao rơi xuống, cái thanh đà bị cháy và nó rơi xuống người mẹ. Mấy lúc đó cháy thì coi như người mẹ chỉ có người mẹ và con, người mẹ xông vào để cứu người con ra khỏi cái biển lửa. Khi xông vào như vậy thì người mẹ coi như là biển lửa nó càng lúc càng nặng, và người mẹ xông vào trong lúc mà ở bên ngoài thì vẫn có cảnh sát cứu hỏa đang chuẩn bị cứu, thì người mẹ mới che chở cho người con. Thì khi che chở cho người con thì cái thanh đà nó rơi xuống và chính cái lửa nó cháy xém hết một phần khuôn mặt của người mẹ. Thì sau đó thì người mẹ ngất tỉnh, bất tỉnh đi, và người con cũng bất tỉnh. Thì lúc đó cứu hỏa họ vào, họ cứu được hai mẹ con ra. Thì lúc đó người mẹ đã bị coi như cháy xém hết khuôn mặt rồi. Thì chính vì thế người con nghe, sau khi nghe câu chuyện này thì người con mới khóc lóc và ôm mẹ, thì mới hiểu ra là cái sự hy sinh của người mẹ trong suốt quá trình mà người con không hề hiểu, chỉ nắm một cái khía cạnh là tại sao khuôn mặt của mẹ là xấu xí như vậy, và không muốn cho mẹ ra khỏi gặp mọi người. Vâng, thì cái đó là hai câu chuyện mà chúng tôi còn rất nhiều câu chuyện, chúng tôi có thể sẽ có dịp công hiến quý vị thêm. Thì đó là những câu chuyện mà chúng tôi muốn cho biết. Đi một câu chuyện ngắn nữa, mà có thể trong một phút còn lại, mình sẽ cho quý vị biết là chuyện xảy ra ở Nhật Bản. Chuyện này rất là nổi tiếng. Chuyện xảy ra ở Nhật Bản thì có một trong một trận động đất. Ở đây có hình ảnh luôn, thì chị Mộng Lan chắc có thể chiếu cho quý vị coi. Thì sau trận động đất người ta thấy là người ta đào xới lên, thì có một người mẹ đang ôm chặt tới người con, và người ta tưởng người mẹ còn sống. Thì khi dây thức thì người mẹ đã chết cứng rồi, nhưng mà người mẹ đang ôm người con, thì người con người ta cũng tưởng chết rồi, thì vô tình nghe một tiếng khóc oe oe.
và mọi người mới mừng rỡ là người con vẫn còn sống, và câu chuyện này trở thành câu chuyện rất xúc động. Và cái hình này khi post lên YouTube và post lên các Facebook đã có hàng triệu người vào xem. Và đó là những cái mà chúng tôi muốn cho quý vị biết trong cái ngày mẹ. Thì nhắc lại một ít là tuổi già bố mẹ thường bị cườm mắt, thường và cái mắt cũng yếu đi và coi như phải cần kính. Thì chúng ta nhớ là ở về kính thì có những cái chương trình chúng tôi nói là AutoCare để cho coi như ngủ ban đêm với kính thì khỏi, ban ngày còn đeo kính. Thì quý vị có thể tham khảo để giúp cho, đó là món quà cho người mẹ ngay người cha. Và đồng thời nếu mà các mẹ bậc mẹ cha mà phải đi mổ cườm mắt thì cũng có những phương pháp mổ rất là tốt, và hầu như có những cái chồng đặt vào là multifocal, tức là đa chồng, để giúp cho khỏi phải đeo kính luôn. Thì tất cả những cái tham khảo, những cái đó hoàn toàn miễn phí tại phòng chúng tôi. Vâng, trở lại với chị. Cảm ơn bác sĩ James Sương. Bác sĩ kể những câu chuyện rất là cảm động. Và Mậu Lan xin thưa là đúng như vậy, nếu mà chúng ta còn may mắn, còn mẹ và còn cha đó, thì chúng ta nên săn sóc cha mẹ. Mặc dù rất là bận rộn công việc, nhưng mà thưa với quý khán thính giả là Mậu Lan cũng để giờ ra để đưa bố mẹ đi bác sĩ. Đặc biệt đó là cái cặp mắt là báu vật trời cho, cho nên đây là món quà quý giá nhất để quý vị có thể đưa bố mẹ đi khám mắt. Quý vị có thể đem mời bố mẹ đến với bác sĩ James Trương, hoặc là gọi để làm hẹn ở số là 714-418-9607, 714-418-9607. Đôi mắt ta là cửa sổ của tâm hồn, mình phải cần lo chăm sóc thường xuyên. AutoCare là phương pháp an toàn, mời gia đình đến với bác sĩ James Trương. Phương pháp AutoCare làm ngưng tăng độ, không cần đeo kính, không cần giải phẫu, với bác sĩ nhãn khoa James Trương là chuyên gia cao cấp nhất, fellowship của Hiệp hội AutoCare Hoa Kỳ, có bằng cấp thiết kế trồng AutoCare hiệu quả nhất, được rất nhiều khen thưởng trên mạng giáp và được bình chọn là Top Optometrist năm 2014, sẽ giúp quý vị và con em không cần đeo kính nữa trong thời gian ngắn nhất. Tham khảo miễn phí xin gọi 714-418-9607 hoặc vào căn nhà www.bacsimac.com.